Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Phó Tư lệnh Không quân Trung Quốc mới đây đã chia sẻ thông tin về H-20, máy bay ném bom tầm xa mới của nước này. H-20 được đánh giá sẽ tăng đáng kể năng lực của Không quân Trung Quốc và máy bay ném bom này xứng đáng với mong đợi. Phó Tư lệnh Không quân Trung Quốc Wang Wei đã chia sẻ thông tin về H-20 với báo giới. Bên lề kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc Khóa 14 diễn ra tại Bắc Kinh. Vào năm 2016, Tư lệnh Không quân Trung Quốc khi đó, Ma Xiaotian, đã lần đầu tiết lộ về công chúng về dự án máy bay ném bom tầm xa mới của nước này. Kể từ đó đến nay, thông tin chính thức về chiếc H-20 vô cùng nhỏ giọt. Chỉ có video tuyên truyền được Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc AVIC công bố năm 2018 và video tuyển dụng của Không quân Trung Quốc trình chiếu năm 2021. Cả hai video đều có hình ảnh do máy tính tạo ra về một máy bay quân sự kích cỡ lớn vẫn phủ khăn khi phóng viên đặt câu hỏi liệu chiếc H20 có gặp vấn đề kỹ thuật dẫn đến trì hoãn phát triển do từ năm 2016 đến nay vẫn chưa có nhiều thông tin. Tướng Wang Wei khẳng định, không có bế tắc nào cả, mọi vấn đề đều được giải quyết. Các nghiên cứu khoa học của chúng tôi đang tiến triển tốt, chúng có khả năng hoàn chỉnh. Tờ Hồng Kông Commerce Daily ngày 11 tháng 3 còn dẫn lời tướng Wang Wei tiết lộ, H-20 sẽ sớm ra mắt công chúng và việc sản xuất hàng loạt cũng như phiên chế máy bay ném bom này dự kiến diễn ra không lâu sau các cuộc bay thử nghiệm. Ông Wang nhận định, việc phiên chế H-20 sẽ tăng đáng kể năng lực của không quân Trung Quốc và máy bay ném bom này xứng đáng với mong đợi. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có thể đã phát triển H-20 thông qua việc học hỏi thiết kế máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của không quân Mỹ. Ngoài ra, cũng có vài điểm tương đồng giữa H-20 và máy bay ném bom tàng hình BAKDA đang được tập đoàn Tupolev phát triển cho không quân Nga. Từ những điểm trên có thể mô tả, H-20 là một mẫu máy bay ném bom tăng hình, sử dụng thiết kế cánh bay, thân liền cánh, mũi máy bay có góc nhọn. Giống như các mẫu máy bay tăng hình thế hệ mới hiện nay như X-47B Mỹ và S-70 Okhotnik của Nga, H-20 nhiều khả năng sử dụng thiết kế crank kit với cánh giữa lớn đặt cao và cánh ngoài cùng được thu lại mỏng dài hơn. Về hệ thống động cơ, thiết kế cơ bản của H-20 cho thấy nó sẽ được trang bị 4 động cơ phản lực với hệ thống cửa hút gió được đặt ngay hai bên thân cánh, giống như máy bay B-2 của Mỹ. Phần nóng giả của động cơ cũng tương tự B-2. Theo các chuyên gia của The right, các mô hình thiết kế của H-20 bao gồm cả nguyên mẫu với kích thước đầy đủ có thể đã được AVIC giới thiệu cho không quân Trung Quốc. Điển hình như vào tháng 10 năm 2021, người đứng đầu tập đoàn công nghiệp máy bay Tây An XAC và thiết kế sư trường của công ty này đã giới thiệu một mô hình máy bay đặc biệt cho các lãnh đạo không quân Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc khi đó cũng đồn đoán mô hình này chính là H-20. Kể đến năm 2021, video tuyển quân của không quân Trung Quốc cũng có sự xuất hiện của một mẫu máy bay ném bom mới. Về phía tỉnh báo Mỹ, Trung Quốc phát triển ít nhất hai mẫu máy bay ném bom tàng hình. Ngoài H-20 có khả năng tấn công tầm xa, thì sẽ có thêm một mẫu máy bay khác cho các nhiệm vụ tầm trung với thiết kế nhỏ hơn H-20. Ở giai đoạn này, còn quá sớm để khẳng định liệu các mô hình H-20 có phản ánh đúng mục tiêu của Trung Quốc đối với chương trình này hay không nhưng có một điều có thể khẳng định rằng Bắc Kinh cần đến mẫu máy bay này và nó đang dần lộ diện từ bức màn bí mật. Khi gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ tiếp tục bế tắc, Ukraine phải nỗ lực tìm kiếm nguồn tài trợ thay thế để duy trì cuộc xung đột với Nga. Ukraine đã phân bổ gần một nửa trong số 87 tỷ đô la Mỹ ngân sách năm nay cho quốc phòng, song nguồn thu trong nước chỉ là 46 tỷ đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa Kiev cần sự giúp đỡ từ các đồng minh và đối tác nước ngoài để bù đắp thâm hụt ngân sách khi giao tranh kéo dài, thâm hụt có thể lớn hơn nữa, sau khi Ukraine dự kiến huy động 500.000 tân binh với hàng tỷ đô la Mỹ để chi trả lương, chi phí đào tạo và trang bị cho họ. Theo bà Roxolana Pilasa, chủ tịch Ủy ban ngân sách Quốc hội Ukraine cho biết, kế hoạch A của Ukraine là nguồn viện trợ tài chính, quân sự của Mỹ và liên minh châu Âu EU bắt đầu tới trong tháng 1 năm nay. Gói viện trợ tài chính trong 4 năm cho Ukraine trị giá 54 tỷ đô la Mỹ của EU chỉ được thông qua vào tháng 2 sau khi vấp phải cản trở từ Hungary. Sự chậm trễ này đồng nghĩa Kiev phải bắt đầu xem xét kế hoạch B và thậm chí là kế hoạch C. Tổng thống Volodymyr Zelensky tháng trước nói rằng nếu Quốc hội Mỹ không phê duyệt gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ trong những tuần tới, vị thế của chúng tôi trên chiến trường sẽ suy yếu. Trong hơn 2 giờ điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc CIA William Burns và Giám đốc Tình báo Quốc gia Arin Hines đã mô tả tình huống ngày càng nghiêm trọng đối với Ukraine. Nga sản xuất nhiều đạn pháo hơn và đã tìm ra nguồn cung ổn định máy bay không người lái, đạn pháo và trang bị quân sự khác các chính trị gia ukraine cũng đang xem xét giới thiệu hệ thống dự bị nơi nam giới ukraine có thể nộp một khoản tiền để không phải nhập ngũ tuy nhiên bà pilasa cho rằng đây là một quyết định mang tính chính trị và không phải một phần tính toán về ngân sách khi viện trợ quân sự của mỹ đang dần hết hệ quả có thể được cảm nhận trên chiến trường ở diễn biến khác liên quan trước đó cố vấn của tổng thống ukraine cho biết nước này sẽ cần đẩy mạnh sản xuất tên lửa tầm xa trong nước để ngang bằng với nga theo kiev post cố vấn của văn phòng tổng thống ukraine Mikhailo Podolyak tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với kênh 24 rằng Ukraine đã thiết kế và sở hữu số lượng nhất định tên lửa tầm xa có tầm bắn lên tới 1.000 km. Tuy nhiên, ông Podolyak nhấn mạnh cần có đầu tư tài chính đáng kể để hỗ trợ đủ năng lực sản xuất. Theo ông Podolyak, lực lượng vũ trang Ukraine cần có vũ khí tên lửa tiên tiến nếu muốn tấn công hiệu quả vào các tuyến hậu cần của Nga. Ông Podolyak nói, nếu muốn có sự đối xứng, chúng tôi không chỉ cần sản xuất máy bay không người lái mà còn cần sản xuất tên lửa và chúng tôi đã thử nghiệm các mẫu với phạm vi từ 750 đến 1.000 km. Tuy nhiên, ông Podolyak thừa nhận đây là một thách thức lớn, đồng thời lưu ý rằng để đạt được điều đó đòi hỏi phải chế tạo hàng nghìn tên lửa trong vòng vài tháng, điều này là không khả thi. Mặc dù vậy, theo ông, Kiev đang tích cực đầu tư và sản xuất tên lửa với mục đích hướng tới mục tiêu này. Cố vấn của tổng thống Ukraine cũng tiết lộ rằng Ukraine đã cam kết đầu tư sản xuất nhiều loại máy bay không người lái, bao gồm cả những loại có khả năng hủy diệt và tầm bắn xa hơn. Người phát ngôn của cố thủ lĩnh phe đối lập Nga, Alexei Navalny, Kira Yamis, nói trong một bài đăng trên mạng xã hội, Leonid Volkov, nhà hoạt động đối lập Nga, cựu tránh văn phòng của cố thủ lĩnh Navalny, vừa bị tấn công bên ngoài nhà anh ấy. Ai đó đã đập vỡ cửa sổ ô tô và xịt hơi cay vào mắt anh ấy. Sau đó, kẻ tấn công bắt đầu dùng búa đánh Leonid. Một trợ lý khác của Navalny cho hay, Volkov bị đập búa vào tay và chân bên ngoài nhà riêng ở thủ đô Vinis của Litva. Ngoại trưởng Litva Gabriel Lius Lambergis, cho hay vụ tấn công Volkov ngay giữa thủ đô Vilnius là hành động gây sốc và cam kết sẽ khiến hung thủ phải trả giá. Cảnh sát Litva cho biết đã nhận tin báo về vụ tấn công và đang điều tra. Các sĩ quan đã rào chắn khu rừng gần nhà ông Volkov ở ngoại ô phía bắc thủ đô Vilnius và dẫn theo chó nghiệp vụ khám xét hiện trường. Phần lớn thân tín của ông Navalny, trong đó có Volkov đã rời Nga sau khi tòa án Moscow năm 2021 ra phán quyết tổ chức chống tham nhũng nhóm chính trị của ông Navalny là nhóm cực đoan. Họ chủ yếu chuyển tới sống tại Litva, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU và NATO. Hồi tháng 2, truyền thông Nga đưa tin ông Navalny, 47 tuổi, bất tỉnh và qua đời ngày 16 tháng 2 sau khi đi dạo tại nhà tù sói Bắc Cực, ở khu vực Kháp, cách Moscow khoảng 1.900 km về phía đông bắc. Ông Navalny qua đời sau khi ở tù được 3 năm tại một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất nước Nga, dù sức khỏe giảm sút trong nhiều tháng qua. Ông là một lãnh đạo nổi bật nhất của phe đối lập Nga. Ngay sau sự kiện này, dẫn tin từ hãng thông tấn Tass, báo New York Post cho biết, Nga đã ban hành lệnh bắt đối với Oleg Navany, em trai chính trị gia đối lập ở Nga, Alexei Navany. Theo Tass, Bộ Nội vụ Nga liệt ông Oleg Navany vào danh sách truy nã dựa trên một điều khoản của bộ luật hình sự. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Oleg Navany bị cáo buộc dựa trên điều luật hình sự nào của Nga. Bộ Nội vụ Nga từng truy nã Oleg Navany, cáo buộc ông này vi phạm các hạn chế cho Covid-19 khi khuyến khích mọi người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ trái phép của anh trai Alexei Navalny. Trong sự vụ đó, Oleg Navalny vào tháng 1 năm 2021 nhận án một năm tù treo. Theo các điều kiện quản chế, ông ta bị cấm rời khỏi nhà vào ban đêm, tham dự các sự kiện lớn hoặc di chuyển ra ngoài Moscow. 6 tháng sau, một đơn vị thanh tra cải huấn đã đệ trình đơn yêu cầu giam giữ ông Oleg. Theo Radio Free Europe, Radio Liberty, ông Oleg Navalny đã trốn khỏi Nga khi tòa án bật đèn xanh cho việc giam tù ông này vào tháng 2 năm 2022. Theo các quan chức tòa án vào thời điểm đó, Oleg Navalny bị nghi ngờ đã lên chuyến bay đến đảo Ship, hiện không rõ nơi ở của ông. Theo Pravda, các binh sĩ của các đơn vị tình nguyện của lực lượng vũ trang Ukraine đã thảo luận về cơ hội lật đổ Tổng thống Ukraine Zelensky và quyền chỉ huy quân đội do những thay đổi trong chính quyền quân sự. Cụ thể, lực lượng an ninh Nga đã giành được quyền truy cập vào một nguồn tài nguyên nơi quân nhân Ukraine liên lạc trong đó phát hiện một kênh liên lạc dành cho thủy quân lục chiến, lực lượng đặc biệt, tình báo, lực lượng đặc biệt của cơ quan an ninh Ukraine, SBU và các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa khác nhau. Maxim Shevchuk, chỉ huy nhóm trinh sát của lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 80 của quân đội Ukraine, đã kêu gọi lật đổ ông Zelensky trên kênh liên lạc này. Ông nói, trên thực tế, ông Zelensky mới là người cần được thay thế chứ không phải cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umirov xác nhận thông tin về việc Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine từ chức. Đến lượt mình, Tổng thống Ukraine cảm ơn Zaluzny vì hai năm phục vụ, nhưng nói thêm rằng đã đến lúc phải đổi mới quân đội Ukraine. Vị trí của Zaluzny do cựu chỉ huy lực lượng mặt đất Alexander Sisky đảm nhận. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã nói rằng Nga đang cố gắng gieo rắc sự chia rẽ trong xã hội Ukraine tạo ra tình trạng hỗn loạn tại nước này nhằm lật đổ chính quyền bằng một vụ đảo chính. Theo ông Zelensky, kế hoạch lan truyền thông tin sai lệch mới của Moscow có mật danh là Maidan 3. Theo ông Zelensky, Nga coi sự kiện Maidan là một vụ đảo chính, tuy nhiên Moscow không lập tức đưa ra bình luận về phát ngôn trên của ông Zelensky trong bối cảnh Tổng thống Zelensky ra quyết định cách chức Tổng tư lệnh Zaluzny, mạng xã hội đã xuất hiện hai video có nội dung cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Valery Zaluzny gọi ông Zelensky là kẻ phản quốc và kêu gọi quân đội tiến về Kiev. Tuy nhiên, những video này sau đó được tuyên bố là sản phẩm deepfake, giả mạo nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo và là một phần trong chiến dịch của Nga. Nội dung của một trong các video giả mạo là ông Zelensky đã thủ tiêu trợ lý của ông Zaluzny và sau đó cũng sẽ giết luôn vị tướng rồi giao Ukraine cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại chính vì ông Zelensky. Người Ukraine được gọi tới quảng trường Maidan trong khi quân đội được lệnh từ bỏ vị trí và hành quân về Kiev. Trong video deepfake tiếp theo, người được cho là ông Zaluzny đã tuyên bố rằng đúng như dự đoán, giới truyền thông nói video hiệu triệu của ông là sản phẩm deepfake và tuyên truyền của Nga. Cả hai kênh Telegram trên đều không liên quan đến kênh truyền thông Chukha ở Ukraine.